Chào các bạn. Hôm nay trong video này mình sẽ nói về đề tài người thứ ba. Phụ nữ có nên là người thứ ba không? Câu trả lời là không. Thật sự nếu các bạn sắp sửa bước vào một mối quan hệ mà trong đó các bạn là người thứ ba. Người thứ ba ở đây có nghĩa là cái người đàn ông đó đã có vợ rồi. Còn nếu anh ta có bạn gái thôi thì cũng cái chuyện đó mình nghĩ là cạnh tranh công bằng thôi. Anh ta chưa có vợ thì anh ta vẫn có thể chọn lựa người này hay người khác. Nhưng mà người thứ ba ở đây là mình nói tới những anh chàng đã có vợ. Nếu như các bạn sắp sửa bước vào một mối quan hệ với một người đàn ông đã có vợ thì mình khuyên là các bạn nên dừng lại. Tại vì nó không đem lại cho các bạn, nó không xứng đáng để các bạn phải đánh đổi. Vì có thể nhất thời cái tình cảm mà các bạn là người thứ ba đó đó, thời gian đầu các bạn hồi hộp, các bạn rung động, các bạn lén lút, những cái cảm giác đó nó làm cho các bạn cảm thấy thú vị. Nhưng mà khi mà các bạn phụ nữ á, có vấn đề là lúc mà quen với cái anh chàng có vợ một thời gian rồi thì các bạn lại lậm hơn vô cái tình cảm đó. Còn trong khi anh chàng có vợ thì anh chàng lại chán các bạn hơn. Tại vì vấn đề là anh ta không bao giờ bỏ vợ được. Còn đối với bạn á, khi anh ta đã chiếm được bạn rồi á thì anh ta chẳng còn thấy cái gì vui nữa, có thể anh ta sẽ lại đi săn đuổi một cô gái khác. Còn nếu anh ta vẫn giữ tình cảm, anh ta dành tình cảm cho bạn thì bạn mãi mãi chỉ là một người thừa trong một mối quan hệ thôi. Tại vì số đông đàn ông không có bỏ vợ để đến với cô bạn gái, cho dù là anh ta có yêu bạn đi chăng nữa. Mà nếu bạn tin là anh ta yêu bạn á thì sau bạn anh ta vẫn có thể yêu nhiều cô khác nữa, chứ không nghĩa là bạn là mối tình duy nhất trong đời của anh ta đâu. Các bạn nên tin nó là như vậy. Nhưng mà cái khổ như vậy nè, khi mà các bạn yêu những cái anh chàng có vợ đó đó, thường là các bạn lại không rút lui ra khỏi cái chuyện tình cảm đó được. Tại vì á, tình yêu nó cũng giống như là các bạn nghiện ma túy vậy. Các bạn cứ hình dung đi, nếu như các bạn biết trước cái ma túy nó sẽ làm cho các bạn nghiện, các bạn có muốn thử không? Mình biết nhiều bạn ở đây rất là tỉnh táo, không bao giờ muốn thử ma túy hết. Tại vì các bạn nghĩ là ok, mình thử rồi đến một lúc nào đó mình nghiện rồi sao, thà là thôi không thử. Thì cái tình cảm đối với người đàn ông có vợ cũng vậy đó các bạn. Các bạn cũng phải suy nghĩ như đối với ma túy vậy. Tại vì một khi các bạn bước chân vào rồi, các bạn bước ra nó sẽ rất là khó để mà cai nghiện, để mà rút lui khỏi một cái cuộc tình đó, nó khó lắm. Nó là đem cho các bạn nhiều nước mắt hơn là các bạn hạnh phúc. Tại vì đương nhiên là có những cái giây phút họ yêu các bạn rồi, họ theo đuổi các bạn rồi. Tại vì cái gì nó lén lút thì nó cũng sẽ cho người ta cái cảm giác hưng phấn hơn. Nhưng mà cái mà người đàn ông đó họ đến với các bạn á, họ chỉ bù lấp những cái gì họ thiếu ở trong gia đình của họ thôi. Bạn thật sự chỉ là để lấp vô một cái khoảng trống mà bạn không biết. Và mình biết là có một số bạn á, không phải một số nữa, đa phần khi các bạn rớt vô cái những mối quan hệ như vậy á, các bạn sẽ là người đi ghen ngược. Chính các bạn lại ghen với cái người vợ của anh chàng đó. Thì cái chuyện đó nó cũng bình thường và dễ hiểu thôi các bạn. Nhưng mà các bạn có bao giờ các bạn hiểu được vấn đề sự thật không? Nếu anh ta có một miếng bánh thì anh ta sẽ cho hết cho cô vợ. Nguyên cả một ổ bánh. Có thể anh ta chỉ cắt ra một lát để dành cho bạn thôi. Một miếng bánh nhỏ trong cái ổ bánh đó để dành cho bạn. Cô vợ có nguyên một ổ bánh, còn các bạn chỉ có một miếng bánh thôi. Các bạn có thấy được cái sự khác biệt không? Mình có cảm thấy mình thiệt thòi rất là nhiều. Cho nên tại sao các bạn lại phải tự đặt mình vô cái sự thiệt thòi đó? Các bạn lại tự đặt mình vô cái vị trí đó. Nó không có xứng đáng để cho các bạn đánh đổi như vậy. Vì cái điều mà mình đáng ngại ở đây á, là như mình nói với các bạn á, nó như là cái tình cảm đối với cái người đàn ông có vợ nó giống như là cái ma túy vậy. Một khi các bạn dấn thân vô rồi, các bạn rút lui nó rất là khó. Mà nếu các bạn có rút ra được khỏi cái cuộc tình đó thì các bạn cũng đã bầm dập hết rồi. Nó không có đem lại cho mình một cái cảm giác mà, tức là các bạn có nhất thời cái cảm giác yêu đương lãng mạn say đắm và các bạn muốn chiếm hữu, và các bạn cảm thấy
cái điều nó kích thích các bạn là mình muốn có cái gì mà mình không phải của mình thì mình càng muốn có cho được. Và các bạn nghĩ là các bạn chiến thắng, ồ mình có được trái tim của anh ta, hoặc là ồ anh ta không yêu vợ, anh ta yêu mình. Nhưng mà nó cái gì nó cũng có cái giá của nó các bạn. Khi các bạn dấn thân vô như vậy thì cuối cùng người bị thương là các bạn thôi. Cô vợ nó cũng chả hạnh phúc gì đâu, nhưng mà bản thân các bạn còn khổ hơn cô vợ nữa. Cho nên nếu những cái bạn nào mà đang sửa soạn bước vô một cuộc tình tay ba với một người đàn ông có vợ, mà nếu các bạn có thể dừng lại được thì nên dừng lại trước khi làm nên một chuyện mà nó tốn thời gian và nó tốn nước mắt của các bạn đó. Cho nên mình khuyên các bạn như vậy. Người người thiệt thòi lúc nào cũng là các bạn hết. Tại vì nếu cô vợ họ không biết thì họ chả có gì phải đau khổ. Còn các bạn cũng chỉ là người đàn ông, họ có thể họ yêu các bạn nhất thời, nhưng mà cái đó nó không có đem đến một cái kết quả cho các bạn. Nên là nếu mà mình còn trẻ, mình có nhan sắc, mình có tuổi trẻ thì mình xứng đáng được hạnh phúc hơn là cái hạnh phúc nhất thời nhưng mà nó đánh đổi lại bằng quá nhiều nước mắt và cái sự buồn bực á, thì các bạn nên suy nghĩ lại nha. Cứ hình dung ra nó giống như là mình nhắc lại là cứ hình dung ra giống như các bạn nghĩ là các bạn sẽ thử một cái món ma túy, và nếu các bạn thử rồi các bạn sẽ nghiền, mà nghiền thì các bạn cai nghiện nó rất là khó. Thực tế nó là vậy, tình cảm nó cũng giống như là một cái gì đó nó làm cho các bạn, một khi các bạn nghiện nó rồi các bạn khó mà dừng lại được lắm. Video hôm nay mình chỉ chia sẻ tới đây thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào tạm biệt các bạn.